Đây là vùng biển Caribe. Nằm trên vùng biển này có một hòn đảo. Trên hòn đảo này, người ta lại vẽ ra một đường biên giới, chia hòn đảo này thành hai quốc gia. Nhưng đường kẻ này không chỉ phân chia hai đất nước, nó còn phân chia hai thế giới. Hãy nhìn vào bảng số liệu này. Đây là GDP bình quân đầu người qua các năm của Haiti và Cộng hòa Dominica. Hai con số kia là tuổi thọ trung bình ước tính của hai quốc gia. Để so sánh, Việt Nam là nước có tuổi thọ trung bình ước tính ở mức giữa của thế giới. Sự khác biệt này không chỉ là câu chuyện của hai đất nước láng giềng. Đây là câu chuyện làm thế nào mà trên một hòn đảo lại có hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Một câu chuyện nữa về châu Mỹ, và chúng ta lại gặp ông ta một lần nữa. Sẽ chẳng có chuyện gì để mà kể nếu năm 1492 ấy, ông ta không giăng buồm ra khơi và tới lục địa này. Vậy, tháng 12 năm 1492, Columbus là người châu Âu đầu tiên đặt chân lên hòn đảo. Để kỷ niệm sự kiện này, ông đặt cho hòn đảo là Hispaniola, dịch ra nghĩa là đảo của người Tây Ban Nha. Một phong cách rất châu Âu, đến một hòn đảo không phải của mình và tự đặt nó là đất của mình. Columbus đã vẽ đường cho người Tây Ban Nha đến với thế giới mới này. Họ đến đây và gặp những người bản địa. Những người bản địa không thích những người da trắng này, vậy nên họ tìm cách đuổi người Tây Ban Nha đi. Nhưng cũng như ở bao vùng đất khác ở châu Mỹ, người Tây Ban Nha chỉ cần giơ súng ra và nói với những người thổ dân rằng: từ giờ đất này là của chúng tôi, và các ông cũng là của chúng tôi nốt. Thế là họ sẽ có một thuộc địa và một đám nô lệ mới. Đó là cách mà hòn đảo này rơi vào tay người Tây Ban Nha. Nhưng họ sớm mất hứng với nó. Không có nhiều tài nguyên để đào bới, trong khi bệnh tật thì đầy rẫy. So với những vùng đất ở Trung Mỹ và Nam Mỹ có nhiều vàng bạc, khai thác hòn đảo này thật phí thời gian. Người Tây Ban Nha bỏ rơi nó, và nó sớm trở thành bến cảng trú chân cho những đoàn cướp biển từ châu Âu sang. Bạn nghĩ những đoàn cướp biển này tự nhiên đến đây? Không, họ được tài trợ bởi người Pháp, những người đã đánh hơi được Hispaniola từ cách đấy vạn dặm. Ngày càng nhiều cướp biển đến bờ Tây của hòn đảo, và người Tây Ban Nha phải bảo người của mình chạy sang phía đông để tránh cướp biển. Dần dần người Tây Ban Nha chấp nhận để mất phần phía Tây của hòn đảo cho người Pháp. Họ đồng ý chia nó ra làm hai bởi một đường kẻ. Pháp lấy phần bên này, Tây Ban Nha lấy phần bên này. Đường kẻ này chính là đường biên giới của hai quốc gia mà chúng ta vẫn thấy ngày nay. Đó là năm 1625. Bên của người Pháp gọi là San Domingo, bên của người Tây Ban Nha gọi là Santo Domingo. Cả hai tên gọi đều có một nghĩa, chỉ là được dùng trong hai thứ tiếng khác nhau thôi. Hai cường quốc châu Âu chọn hai cách khác nhau để cai quản vùng đất của mình. Đây là lúc hai thế giới bắt đầu được hình thành trên hòn đảo. Người Tây Ban Nha vẫn không quan tâm đến hòn đảo này lắm, vậy nên họ cũng công bằng hơn với những nô lệ của mình. Họ cho phép địa chủ kết hôn với người bản địa. Sự hòa trộn sắc tộc mà chúng ta thấy ở Cộng hòa Dominica là từ đây mà ra. Người Pháp, mặt khác, thì lại muốn hút cạn vùng đất này. Không như người Tây Ban Nha, họ nhận thấy vùng đất này rất tiềm năng đấy. Thay vì dùng người bản địa, người Pháp lại đem những người nô lệ da đen từ châu Phi đến để làm việc cho mình. Họ dồn những người da đen vào những đồn điền, rồi bắt họ làm việc đến chết trên những cánh đồng mía, cacao, cà phê, bông và thuốc lá. Số tiền khổng lồ thu được sẽ được chi trả vào giáo dục, y tế và nâng cao đời sống cho người dân ở đây, cụ thể là Pháp. Còn người nô lệ da đen, hãy làm cho xong việc đi, rồi mai làm việc tiếp. Đến năm 1791, những người nô lệ không còn chịu được nữa. Họ nổi dậy, gây chiến, đòi người Pháp phải cho họ độc lập. Người Pháp thua, năm 1804 họ phải rời đi và để lại nửa phía Tây cho những người da đen. Một quốc gia mới được thành hình, mang tên Haiti. Một chút thông tin thêm ở đây. Đã từng có thời gian người Pháp chiếm được toàn bộ Hispaniola. Đó là khoảng năm 1795. Sau đó nửa phía đông mới bị người Tây Ban Nha chiếm lại vào năm 1809. Đó là lý do chúng tôi nói họ rời khỏi nửa phía Tây, chứ không phải rời khỏi toàn bộ hòn đảo. Ok, quay lại với Haiti. Họ có một vấn đề. Mảnh đất người Pháp để lại không phải là mảnh đất trước khi họ đến. Cây cối thì bị chặt gần hết, đất đai thì xói mòn do bị đào xới quá mức. Những người nô lệ vốn không được giáo dục,
giờ đây lại phải quản lý cả một đất nước. Không biết làm thế nào cả. Haiti sớm lại rơi vào hỗn loạn với các thế lực quân phiệt gây chiến lẫn nhau ở khắp nơi. Những cơ sở vật chất tại các đồi địa đã bị phá hủy sau chiến tranh. Đất đai thì bị khai thác đến mức không còn gì. Đã vậy không quốc gia nào chịu công nhận Haiti cả. Việc để những nô lệ da đen vùng lên và giành được độc lập là một cú tát với các nước thực dân. Bạn không thể là một quốc gia mới mà lại bị cô lập từ mọi phía được. Vì vậy, để được công nhận độc lập, Haiti lại quay ra xin xỏ người Pháp. Người Pháp nói, độc lập thì cũng dễ thôi, nhưng các ông phải nộp cho chúng tôi 150 triệu franc để bồi thường chiến phí. Để so sánh, người Pháp đã bán đất cho người Mỹ với giá 15 triệu franc. Kết quả là, một Haiti nghèo đói do chính người Pháp gây ra và đang chìm trong hỗn loạn, giờ phải còng lưng ra mà trả nợ. Món nợ này đến tận năm 1947, tức là hơn 100 năm sau, Haiti mới trả hết. Tiền trả nợ thì không có, nhưng Haiti lại thừa hiếu chiến. Họ nhìn thấy bên phía đông hòn đảo vẫn còn ở trong tay Tây Ban Nha. Thế là năm 1822, người Haiti tràn sang Santo Domingo để giải phóng người nô lệ khỏi đám thực dân châu Âu. Người Tây Ban Nha thua và rời khỏi hòn đảo. Tuy vậy, những người phía đông lại chẳng thấy khác gì cả. Người Haiti thảm sát, bóc lột, cố gắng đồng hóa những người ở phía đông, rồi bắt họ trả nợ cho mình. Quá đủ rồi, họ nói. Một cuộc chiến nữa lại nổ ra. Cuộc chiến giành độc lập của phía đông hòn đảo. Cuộc chiến kết thúc vào năm 1844. Người Haiti phải rút về phía tây. Còn phía đông giờ đã là một đất nước mới, Cộng hòa Dominica. Ám ảnh bởi những năm tháng bị người Haiti đè đầu cưỡi cổ, người Dominica vẫn cứ sợ người Haiti sang đánh mình. Thực ra thì người Haiti có sang đánh thật. Cuối cùng Cộng hòa Dominica phải mời người Tây Ban Nha sang nhận lại mình làm thuộc địa để được người Tây Ban Nha bảo vệ trong 4 năm, từ năm 1861 đến năm 1865. Đồng hòa Dominica được khôi phục vào năm 1865 khi người dân đuổi người Tây Ban Nha đi. Trong khi đó, Haiti thì vừa chiến tranh trong nước vẫn liên miên, vừa bận còng lưng trả nợ cho Pháp, nên không sang phía đông xâm lược được nữa. Cùng lúc đó, ở cạnh hai quốc gia này, một hòn đảo cũng đang có một cuộc chiến tranh giành độc lập. Cuba là nhà sản xuất đường lớn nhất của thế giới. Giờ thì chiến tranh rồi, họ không có đường để bán nữa. Thế là các nước châu Âu đổ dồn về Haiti và Cộng hòa Dominica như một nhà cung cấp đường Mỹ uy tín. Haiti thì đang bận trả nợ, nên chỉ còn Cộng hòa Dominica thôi. Ở phía Bắc châu Lục, đang có một siêu cường đang thành hình. Họ không muốn bị mất phần, nên đã nhanh chân đến Cộng hòa Dominica trước và đã nhận được phần ăn chia lớn nhất trong cái bánh đường Mỹ ở đây. Đổi lại, người Mỹ cho người Dominica tiền, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Đôi bên cùng có lợi, người Cộng hòa Dominica yêu điều đó. Trong khi đó, Haiti vẫn đang bận trả nợ. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Mỹ tuyên chiến với Đức. Thấy người Đức mon men đến vùng biển Caribe, Mỹ liền đến đóng quân ở cả Haiti và Cộng hòa Dominica để giữ nguồn cung đường mía của mình. Cùng trên một hòn đảo, nhưng hai quốc gia này lại nhận được sự đối xử khác nhau từ người Mỹ. Trong khi Cộng hòa Dominica được đối xử tương đối công bằng, thì ở Haiti, quốc gia của người da đen, người Mỹ dùng bạo lực để trấn áp những thế lực quân phiệt ở đây. Haiti trở thành thiên đường của bạo lực, băng đảng tội phạm, trong khi vẫn đang phải còng lưng trả nợ từ trăm năm trước cho người Pháp. Sau chiến tranh, người Mỹ rút khỏi hòn đảo. Năm 1931, ở Cộng hòa Dominica, một nhân vật mới trỗi dậy và nắm lấy quyền lực. Tên ông ta là Rafael Trujillo. Nếu bạn muốn tìm định nghĩa của từ độc tài, bạn sẽ tìm thấy Trujillo. Tự do ngôn luận, tự do thị trường, tự do chính trị, đó là những thứ mà bạn sẽ không thể tìm thấy thời Trujillo. Hầu hết tiền bạc thu được của quốc gia này chảy thẳng vào túi ông ta. Nhưng Trujillo mặc dù tàn bạo lại giúp Cộng hòa Dominica ổn định, mặc dù chủ yếu là vì người ta quá sợ hãi ông ta. Một điều nữa mà Trujillo làm rất tốt, đó là trở thành đối tác của Mỹ. Người Mỹ thì không coi ông ta là bạn, nhưng ông ta chỉ cần bơm đường, thật nhiều đường mía cho Mỹ. Vậy là họ sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của Trujillo. Ngoài ra, người Mỹ còn sợ nếu lật đổ Trujillo, Cộng hòa Dominica sẽ rơi vào hỗn loạn. Họ đã đúng. Trujillo cực ghét người đàn ông này, người đã công khai chỉ trích chính quyền của ông ta.
Năm 1960, Rafael Trujillo đã cho ám sát Romulo Betancourt. Vụ ám sát thất bại nhưng đã gây ra sự chú ý tới người Mỹ. Người Mỹ thấy nguồn cung đường đang đánh nguồn cung dầu của mình. Đứng trước ngã ba, họ chọn nguồn cung dầu. Họ chấp nhận để cho Cộng hòa Dominica rơi vào hỗn loạn thay vì là cả châu Mỹ hỗn loạn. Người Mỹ trả tiền cho những sát thủ ám sát Rafael Trujillo vào năm 1961. Assassin's bullets put a bloody end to the 31-year dictatorship of Dominican strongman Rafael Trujillo. Đúng như dự đoán, Cộng hòa Dominica rơi vào nội chiến sau khi Trujillo chết. Người Mỹ phải tới và gỡ rối mớ bong bóng mà mình đã gây ra. Năm 1966, sau khi Joaquin Balaguer, một lãnh đạo thần Mỹ được bầu lên, người Mỹ mới an tâm rời khỏi Cộng hòa Dominica. Trong khi đó, ở phía tây hòn đảo, sau khi trả hết nợ cho Pháp, Haiti giờ chỉ còn là bãi đất hoang. Tuy nhiên, bãi đất hoang thì vẫn có thể thu lời. Haiti có phiên bản Trujillo cho riêng mình. Tên ông ta là Francois Duvalier, biệt danh là Papadoc. Papadoc cai trị Haiti y như cách mà Trujillo làm. Chỉ khác là ông ta không đem lại chút lợi ích nào cho Haiti như Trujillo mà thôi. Papadoc tự đóng cửa thu tiền của người dân Haiti vào túi mình. Tự mình cô lập mình, Haiti từ nghèo này thành cực nghèo. Năm 1971, Papadoc qua đời. Chức tổng thống được truyền lại cho người con 19 tuổi là Jean Claude, biệt danh Baby Doc. Baby Doc tiếp tục công cuộc hút máu quê hương của người cha. Nhưng không như cha, Jean Claude chỉ là một thanh niên 19 tuổi. Người dân Haiti không sợ Baby như Papa. Nên năm 1986, họ biểu tình và cuối cùng đã lật đổ được triều đại nhà Duvalier. Cả hai nửa hòn đảo đều bước vào những năm 1980 trong đói nghèo. Nhưng Cộng hòa Dominica có được thứ mà Haiti không có suốt hàng trăm năm: sự ổn định. Haiti tiếp tục bất ổn, các bang đảng vẫn đầy dẫy quyền lực, các tổng thống thì cứ lên rồi lại bị đảo chính, các thảm họa tự nhiên thì cứ ập đến liên tục. Đất đai, tài nguyên thì đã bị người Pháp và những kẻ độc tài tham lam tàn bạo rút cạn từ hàng trăm năm trước. Tất cả đã dìm Haiti chìm trong đói nghèo cho đến tận ngày nay. Cộng hòa Dominica thì khác. Họ chuyển mình, tận dụng sự bất ổn của Haiti và sự cấm vận của Cuba để trở thành thiên đường du lịch của Caribe. Du lịch sớm thay thế đường mía trở thành nguồn thu chính của Cộng hòa Dominica. Sự phát triển này đi kèm với một cái giá. Nhưng miễn là họ đã tìm được con đường đúng, chúng ta sẽ còn thấy nhiều hơn từ họ trong tương lai. Một hòn đảo, một đường biên giới, hai quốc gia, hai thế giới. Đối với phía đông, câu chuyện này đã là quá khứ, và giờ họ chỉ nhìn về tương lai. Còn Haiti, sau hàng thế kỷ chịu đựng sự phân biệt chủng tộc từ các thế lực bên ngoài và sự độc tài của chính đồng bào mình, câu chuyện này không phải là quá khứ. Nó không dừng lại, nó là hiện tại và tương lai của người dân nơi đây.